Trấn Thành nhận Tóc Tiên làm em gái trên sóng truyền hình. Tóc Tiên bị nhận xét có khuôn mặt hệt Trấn Thành khi giả gái. Dòng Ai Dòng Ai là một game show truyền hình mới sắp lên sóng từ ngày 5 tháng 11 với sự tham gia của hai cặp đôi danh hài là Trấn Thành và Thu Trang, Trường Giang và Ốc Thanh Vân. Đây là một game show thử tài phán đoán của các người chơi để tìm ra ai là người hát hay và hát không hay. Hai khách mời đặc biệt trong tập 1 lên sóng vào thứ Bảy tuần này, ngày 5 tháng 11 là Quang Vinh và Tóc Tiên. Cả hai đã mở màn chương trình với những ca khúc sôi động. Trong đoạn teaser tiết lộ tập 1, Trấn Thành bất ngờ nhận Tóc Tiên làm em gái. Anh cũng kể lại sự tích về anh em sinh đôi giữa mình và Tóc Tiên. Tóc Tiên cũng hài hước chiêu đồ lại và cho biết nghệ sĩ Chí Tài đã từng nhận xét Tóc Tiên giống hệt Trấn Thành khi anh giả gái, khiến khán giả hò reo thích thú. Do vậy mà Tóc Tiên lựa chọn về gia đình Trấn Thành và Thu Trang, và ca sĩ Quang Vinh về chung đội với Trường Giang và Ốc Thanh Vân. Giọng Ai Giọng Ai là một game show vui nhộn, tìm kiếm những người bí ẩn sở hữu giọng hát hay. Bảy thí sinh là bảy màu sắc khác nhau với những giọng ca bí ẩn xuất thân từ nhiều công việc khác như nhân viên phục vụ, y tá, sinh viên hay kiến trúc sư. Các người chơi phải trải qua 3 vòng thi để đón xem lại là người hát không hay và loại dần cho đến khi chỉ còn lại một người hát hay trên sân khấu. Trong quá trình phỏng đoán, sẽ có những tình huống dở khóc dở cười, những tranh luận nảy lửa của các nghệ sĩ trong hai đội chơi. Dù cố gắng dùng hết tài phán đoán của mình, nhưng có những trường hợp họ cũng phải tá hỏa rồi phải bật cười nghiêng ngả trên sân khấu trước những giọng ca đâm xuống. Chương trình chính thức lên sóng hồi lúc 19 giờ tối thứ Bảy ngày 5 tháng 11 trên kênh HTV7. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!